Các bạn ạ, con TV 43 model 43Z5500 này nhé. Với cái lỗi là đang không vào mạng được. Cụ thể là hai ông bà ở nhà trông cháu muốn bón cơm cho cháu này là bắt buộc phải mở TV và vào mạng để vào được hoạt hình vào YouTube để cho nó xem thì bắt đầu mới ăn được. Nên là bị tuần nay rồi là không vào mạng được. Thế là hơi vác xuống mình. Nên mình đang cố gắng thử xử lý xem được không. Đây là con TV rất là cổ rồi. Con này thì mạng nó rất là chậm nhưng mà vẫn vào được thì tốt. Thì bây giờ mình cần kiểm tra xem nó có kết nối được với wifi không các bạn ạ. Mình đang bấm menu nhé. Con này nhớ không nhầm, con này mà reset là bị khởi động lại hay sao ấy. Con này này, con này bây giờ mà chúng ta mà reset lại hệ thống ấy, tức là khôi phục lại xuất xưởng ấy, là sẽ bị khởi động lại smart rồi ngắt các bạn nhé. Nên chúng ta đừng reset nó nhé các bạn nhé. Đây là mạng này, thì đây là cài đặt mạng nhé. Đó thì họ đang ở chế độ sử dụng mạng không dây này. Đây là nếu mà mạng di động này, di động là chúng ta cắm cái đi com 3G và USB ấy, các bạn ạ. Còn trên là cáp này, thì bây giờ là mình sẽ chọn cục không dây để tìm kiếm nhá, xem nó có ra được không. Không ra được thì tháo ra để kiểm tra xem cái bo wifi xem nó như nào mọi người ạ. Nhiều những con TV đời bây giờ, Samsung bây giờ mà không vào mạng được ấy, chúng ta có thể khôi phục xuất xưởng thì chúng ta có thể nó bị lỗi phần mềm chẳng hạn ấy. Chúng ta xúc phục xuất xưởng thì đôi khi chúng ta lại vào kết nối lại bình thường được, kiểu như là điện thoại chúng ta reset ấy. Nhưng ông này thì đời cổ này tốt nhất là các bạn, mình khuyên các bạn là không nên reset, không nên khôi phục xuất xưởng. Khôi phục xuất xưởng đôi khi là nó sẽ lỗi phần mềm, là mình đã bị rồi à, không phải là mình bị, mình thay led cho người ta. Không, ở chỗ mình ấy, thì mình kết nối mạng bình thường vào YouTube xem ok. Thế họ đem về nhà họ ấy, thì tức là TV cũng phải không, đầu tiên cũng không phải của nhà họ mà họ đi xin ở đâu được ấy. Thế là họ về họ không nào sao kết nối được với wifi nhà họ ấy. Thế là họ mới reset, thằng con trai mới reset khôi phục xuất xưởng. Thế khôi phục xuất xưởng xong ấy là cứ lên chữ Smart TV dậy sập, xong lại cứ lên Smart TV sập. Thế là bó tay .com, cuối cùng phải thay bo các bạn ạ. Bo wifi của nó đây này các bạn. Thì may mắn thì do cái chân tiếp xúc không tốt, cần cạo sạch và xử lý lại các bạn nhé. Như vậy là con bo này nó không khác, không giống con bo ngày xưa, con của mình con di bao nhiêu ấy các bạn ạ. Nó mới như thế. Ngày xưa con kia nhôm nó bé, nó không to này đâu các bạn ạ. Nhưng con này không biết là rõ vào mạng nhanh không, thì cũng tốt nhất là cũng không nên reset vội, bởi vì nó không đo, không dò được wifi các bạn nhé. Giờ mình kiểm tra con này thôi. Đây là cái bo wifi của nó nhé. Nó nằm trong hộp nhựa này, mình tách ra này thì mình có thể cho mọi người tham khảo một chút này. Không nhìn được nhỉ. Chúng ta nhìn thấy con IC nhá. Ôi dồi ôi. Các bạn chờ một chút để mình để ra sao để cho mọi người xem được. Mọi người nhìn nhá, nó đã ra được Vũ Kiên này. Con cục wifi của modem mạng như mình nó phát được hai giải băng 4G và 5G nhá, và những cái của hàng xóm này. Tóm lại là bo wifi sau khi mình tháo ra thì nó đã bắt được rồi. Thì đây chúng ta sẽ nhìn nó nhá. Chả nhìn nổi này, như này. Máy mở quá. Chúng ta sẽ nhìn thấy con IC 6 chân nhá. Con diode và con L ấy, thì cái con tụ mà gần ngón tay của mình ấy thì mình đo được con tụ trên con tụ đấy là có 5V. Giả sử chúng ta không đo được 5V thì chúng ta phải quay lần ngược lại trên bo A kia nhé. Đôi khi là cáp tiếp xúc không tốt, nó cũng không có nguồn 5V. Tiếp theo ấy là sau khi qua nhà mình book hạ áp từ 5V nó ra thành 3V 3 trên con tụ mình đang chỉ. Con tụ mình đang chỉ là 3V 3. Tóm lại là cái cụm wifi này nó chỉ chạy là nguồn 3V 3 thôi, và cái bo A nó đưa xuống đây là nguồn 5V. Nó thông qua cái mạch hạ áp, bộ nguồn hạ áp book DC-DC hạ từ 5V ra 3V 3. 5V thì chúng ta sẽ đo trên con tụ này nhá. Ra được 3V 3 xin ra đo trên tụ này nhá. Nếu mà không có 3V 3 thì chúng ta sẽ sửa cái cụm này. Còn nếu mà không có 5V ở đây, chúng ta phải lần ngược trở lại để chúng ta xử lý. Thì thực tế là cái con này thì mình tháo ra, mình có vệ sinh qua cái chân này và chân cắm vào bo A thì nó đã nhận được rồi
nhá mọi người nhá. Đấy, để lâu nó tự nó lại ra như này. Tóm lại là để lâu quá, lâu năm quá thì cái chân của cái thằng Samsung này nó toàn chân sắt thôi mà, chân cáp 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 nối ấy. Nó toàn chân sắt đây, dần tới là nó không tiếp xúc và nó mất nguồn hoặc là mất đường dữ liệu giao tiếp của bo thì bị các bạn nhá. Đấy, kích phát nó ra được các bo wifi luôn. Thôi vệ sinh sạch kỹ rồi, lắp lại là kết quả. Mình có vệ sinh qua cái tiếp xúc chân nhá. Thực ra mình cũng chả tiếp xúc vệ sinh nhiều đâu, vệ sinh của đúng cái đường cạnh đường cái đường cổng của cái đường bo wifi thôi, bởi vì cáp này cái cáp chung nhá. Mình vệ sinh cạo dao cạo chân này sau đó xịt RV7 vào. Nó RV7 kìa. Đó. Xịt vào. Không là cắm lại thôi. Còn bên này nó có một cái cáp rất dài này, sang bên này này. Cái bo này hình như là nó là bo Bluetooth các bạn nhé, bởi vì hiện tại vừa nãy mình thử mình có rút cái này ra rồi, mình cắm ở bên kia rồi thì nó cũng chạy bình thường mà. Thôi cắm lại thôi để họ có Bluetooth, nhưng mà con này có cái chả cắm được, bởi vì bản chất ấy là họ chỉ cần vào mạng được để cho vào YouTube để cho thằng cháu nó xem để nó bỏ đút vào mồm nó đoạn nó ăn được các bạn ạ. Khổ đấy, tivi bây giờ là phục vụ như thế thôi, chủ yếu là trẻ con này các bạn. Mình đã lắp hoàn thiện nhá và test lại cho chúng ta này. Thực tế là lúc nãy trước khi chưa lắp thì mình cũng đã kết nối mạng với nhà mình để mình thử vào UV rồi, nhưng bây giờ hiện tại là nó sẽ lưu rồi đấy. Nên do đó mà đừng có reset làm gì cả, để khách về cứ cắm điện ở nhà khách ấy là sẽ kết nối mạng với mạng nhà khách được luôn. Đây nha, không dây đây nhá. Vừa nãy là tìm không ra được thì bây giờ này. Đó, đã ra vũ kiên to tướng rồi nha. Và cái vũ kiên mà nó có đánh dấu V này là mình đã kết nối nha các bạn nha. Và mình còn đang không thèm cắm cái module Bluetooth các bạn ạ, bởi vì họ chỉ cần vào YouTube cho trẻ con xem mà. Đây nha, mình vào YouTube nhá. Nó chậm một chút đấy, nhưng mà chắc là vẫn vào được thôi, khi kết nối được wifi rồi mà. TV này màn hình đang có hơi cái năn ni ni rồi. Chắc là sắp đến lúc cũng toi màn hình rồi các bạn ạ, nó cũng lâu rồi mà. Đó, đã vào nhá. Vì là xem cho trẻ con nên nó sẽ đề xuất những cái lần xem trước mà. Chúng ta sẽ nhìn này. Toàn thấy là của con vịt giống hết cách đây nhiều năm về trước bọn trẻ con nhà mình. Nhưng hồi đấy là chạy bằng Android TV Book chứ không phải là TV mạng như bây giờ. Mọi người ạ. Đấy. Đấy. Con bò đẹp ghê các bạn ạ. Ok nhé, đây là cái ban rất hay gặp trong những dòng TV hiện nay. Cụ thể là trên những dòng TV Samsung, do cái codec của nó, cái cáp kết nối của nó, những cái chân cắm của nó này, toàn bằng sắt thôi. Môi trường Việt Nam thì quá là ẩm thấp, nên lâu năm ấy thì là bắt đầu nó sẽ xảy ra hiện tượng bị han rỉ và không còn tiếp xúc nữa. Chúng ta sẽ hiểu ấy, cái chân nó rất là dài và to, nhưng khi nó tiếp ấy, nó chỉ tiếp như cái đầu kim, nó chỉ tiếp một tí 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 dính chạm hờ vào nhau này thôi, nên đôi khi chúng ta lay nó, đôi khi nó lại chạm sang vị trí khác thì nó cũng sẽ được nhá. Nhưng mà để mà nó ok và nó bền hơn ấy thì mình có các bạn thợ hay dùng dao rạch giấy cạo xước tất cả các chân nó đi. Tất nhiên là mình đang cạo thì đúng cái chân chức năng của bo wifi thôi, mấy chân của bo wifi thôi, còn cái chân khác thì mình cũng chả thèm cạo làm gì cả. Sau đó là xịt RV7 vào để nó tạo ra một cái lớp bong rỉ, nó không rỉ nhìn được, chúng ta nhìn bằng mắt không được đâu, nó bong cái lớp rỉ xỉn đi chẳng hạn, sau đó là nó lại bảo vệ được không bị rỉ lại và tăng được cái độ bền nhá. Mình làm này nhiều lắm, video này mang tính câu view câu like, bởi vì nó chả có kiến thức gì, nhưng đây là cái kinh nghiệm từng trải sửa chữa nhá các bạn nhá. Nhiều trường hợp nặng hơn thì chết bo, chết mạch nguồn như mình vừa chỉ cho mọi người ấy, là chết mạch nguồn book đấy thì chúng ta có thể độ chế để tạo ra cái nguồn cho riêng nó. Trường hợp nặng hơn thì chết bo wifi, chết cái con chip wifi thì trường hợp này rất là ít các bạn nhá. Nhưng đa số ấy, nhờ nhiều người thợ người ta cũng chả biết, người ta thấy không được ấy, là người ta lại rút rắc nó ra, người ta đi kiếm cái bo wifi khác của cái máy tivi hỏng khác ấy, người ta cắm vào thế nào nó lên, người ta trả tiền và người ta bảo là bị chết cái bo wifi này này, nhưng thực tế là cái bo wifi này không chết đâu. Chẳng qua họ dùng phương pháp họ thay thế cái khác ấy, chẳng qua là họ rút ra họ cắm lại thì là cái chiếc tiếp xúc nó tiếp xúc, thế là cuối cùng cái bo wifi kia này vứt rác các bạn nhé. Mình muốn chia sẻ cho mọi người để đôi khi chúng ta sẽ hiểu được bản chất hỏng
Và mình cũng hay nói cho mọi người là hỏng hóc thì nó sẽ là khác nhau. Nhiều trường hợp mà chúng ta làm chân sạch hết rồi, tiếp xúc tốt rồi mà không được ấy, thì quay về là cái con chip wifi nó hỏng nhá. Bởi vì là cái lượng tivi nhiều và lượng hỏng hóc nó sẽ là khác nhau. Nên có thể là các bạn đang làm giống mệt về hệt mình mà không được ấy, thì có khả năng ấy, đó là con chip của các bạn hỏng, à cái bo wifi của bạn hỏng thật nhá các bạn nhá. Một số đời LG hay một số model ấy là vệ sinh đấy nó không được. Mấy ông bạn thợ của mình còn câu dây, câu từ bo A chạy thẳng lên đấy, câu vài đường dây ấy. Để thay thế, tóm lại là ngày xưa nó tiếp xúc của cái điểm hờ của jack collect, bây giờ ấy là tiếp xúc bằng mối hàn và dây dẫn, thì là có nhiều trường hợp là câu là ok và nhiều trường hợp là phải làm như thế thì mới chạy được ổn định các bạn nhé. Ôi, video kết thúc, chào các bạn.